ever fall if we owe every promise you never deliver? How many times are the words that you said had me mixing the sweet with the bitter? But I know what you're saying, no need, no explaining. You're making me shake and shiver. You're shining your shoes, but hey, I got news. I ain't falling for all of that glitter. Xin chào các bạn, mình là Trâm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với It's Me Journal, nơi mà chúng ta cùng nhau kiểm soát quá khứ, sắp xếp hiện tại và thiết kế tương lai thông qua việc sử dụng công cụ Bullet Journal. Mình là Trâm, một barista yêu thích những trang sổ. Gần kết thúc năm cũ, thường thì khoảng thời gian này Trâm sẽ dùng để đặt mục tiêu cũng như là thiết kế một bản tầm nhìn cho năm tiếp theo. Lại là bản tầm nhìn, có nhiều bạn đã từng biết đến cũng như là thiết lập bản tầm nhìn rồi. Tuy nhiên thì cũng có những bạn tự đặt câu hỏi vision board, bản tầm nhìn là gì? Chúng hoạt động ra sao? Rồi chúng có thực sự là hiệu quả? Cách để thực hiện chúng như thế nào? Thì trong video lần này, Trâm và các bạn sẽ cùng nhau tạo dựng một bản vision board cho năm tiếp theo và sẽ cùng nhau ghi lại những lời khẳng định để thực hiện mục tiêu cho năm tiếp theo thật là hiệu quả nha. Video này có thể là hơi dài nên Trâm sẽ để timeline. Các bạn nào đã từng biết qua vision board rồi thì có thể skip qua những phần mà mình đã từng thực hiện. Nào, bây giờ thì mình bắt đầu thôi. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có những ước muốn cho riêng mình. Tuy nhiên những ước muốn đó thường được nhắc đến dưới dạng rất là chung chung hoặc là rất là mơ hồ. Nếu như một ai đó hỏi bạn rằng mục tiêu sắp đến của bạn là gì, bạn mong muốn cuộc sống tương lai của mình ra sao, cuộc sống trong mơ như thế nào, câu trả lời mà chúng ta nhận được đa phần sẽ là: tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn có xe mới, tôi muốn được thăng tiến trong công việc. Vậy nhiều tiền là nhiều bao nhiêu? Xe bạn muốn mua là xe gì? Rồi hiểu như thế nào? Bạn sẽ mua ở đâu? Màu sắc gì? Bao nhiêu phân khối? Vân vân. Thậm chí là thăng tiến trong công việc. Vậy thì bạn muốn thăng tiến về lĩnh vực nào? Về khía cạnh nào? Về tài chính? Về vị trí? Hay là về chức vụ? Vân vân. Thật ra trước đây Trâm cũng đã từng giống như các bạn. Khi được hỏi về mục tiêu, khi được hỏi về tương lai, Trâm đều có những câu trả lời rất chung chung. Và như vậy, đây là lúc bản tầm nhìn ra đời. Bản tầm nhìn hay còn gọi là bản mục tiêu, bản ước mơ. Nó là một tập hợp những hình ảnh, giấy được cắt ra từ tạp chí, hoặc là những vật phẩm, những câu từ thể hiện ước mơ của bạn. Nó cụ thể hóa, nó trực quan cho ước mơ của bạn, cho những điều mà bạn đang hướng tới. Tại đây, ước mơ của bạn nè, mục tiêu của bạn nè, mong muốn của bạn nè sẽ được cụ thể hóa bằng những hình ảnh, bằng những vật phẩm, bằng những câu từ cụ thể, bằng những câu trích dẫn khẳng định. Nó giống như một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống trong mơ của bạn, nơi mà bạn đang loay hoay tìm kiếm đường đi để đến với mục tiêu đó. Vậy thì lợi ích ra sao khi chúng ta sử dụng bản tầm nhìn? Vision board sẽ giúp cho chúng ta cụ thể hóa mục tiêu, ước muốn bằng những hình ảnh và câu từ khẳng định. Chúng có tác động mạnh mẽ đến với tiềm thức của chúng ta. Theo Jack and Phil, bộ não của chúng ta liên tục hoạt động không ngừng dựa trên những gì mà chúng ta tuyên bố với tiềm thức của mình và cố gắng nỗ lực để hoàn thiện chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có xu hướng làm theo những gì mà chúng ta phát biểu, làm theo những gì mà chúng ta tự khẳng định với bản thân mình. Vì vậy, khi cụ thể hóa mục tiêu thì chúng ta sẽ có xu hướng là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành, đạt được mục tiêu đó nhiều hơn. Vision board còn giúp cho chúng ta biến những thứ hình dung vội vàng trở thành những hành động và thực hiện chúng
Bởi vì mô tả trực quan nên việc mà chọn lựa những công cụ để thực hiện chúng phần nào đó cũng sẽ phù hợp và nó tiến hành dễ dàng hơn. Ngoài ra thì Vision Board còn có tác dụng là sẽ giúp cho bạn có động lực nhìn vào bản tầm nhìn đại diện cho ước mơ của mình, thì bạn sẽ có cái động lực, bạn sẽ có sự thúc đẩy bản thân mình hoạt động để đạt được cuộc sống mà trong mơ của mình. Vision Board cũng giúp cho bạn đánh giá được những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Thì theo nguyên tắc 80-20, nguyên tắc này phát biểu rằng 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân. Điều này có nghĩa là mỗi ngày khi mà bạn nhìn vào bản tầm nhìn của mình vào buổi sáng và buổi tối, thì bạn sẽ lọc được những công việc nào đó phù hợp với ước mơ, với mục tiêu, với 80% kết quả của mình. Đúng như vậy, khi mà bạn tạo ra một bản tầm nhìn và đặt chúng ở những nơi dễ thấy nhất, khả năng cao thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đó cao hơn. Vậy thì cách thực hiện một vision board như thế nào? Bước đầu tiên trong việc thiết lập cho mình một bản tầm nhìn đó là liệt kê những mục tiêu. Bạn thiết lập cho mình danh sách những mục tiêu mà bạn mong muốn thực hiện. Bỏ qua đi cách lên mục tiêu bằng SMART, mà ở bước này bạn hãy liệt kê ra những mục tiêu. Nó không chỉ là mục tiêu đâu, mà nó còn là ước mơ, nó còn là những điều mà bạn mong muốn. Kể cả việc bạn mong muốn cuộc sống sau này của mình nó tốt đẹp hơn và tốt đẹp như thế nào, hãy miêu tả nó cụ thể, liệt kê nó ra, miêu tả nó cụ thể hơn. Hãy tự đặt cho mình những câu hỏi như là: cuộc sống lý tưởng mà bạn mong muốn là gì? Rồi mục tiêu trong năm nay bạn muốn hoàn thành là gì? Mục tiêu sắp tới của bạn trong những năm tiếp theo là gì? Tuyệt vời nhất là bạn có thể chọn lựa một cái không gian nó đủ yên tĩnh để bạn có thể tự trao đổi với bản thân. Hãy tắt đi những cái thiết bị thông minh để cho mình có thể tự vấn bản thân xem là điều gì, việc gì thực sự quan trọng đối với bạn. Ở đây Trâm đã có một bản danh sách mục tiêu từ ngắn hạn đến dài hạn của bản thân. Đây là một template miễn phí đến từ chị Chi Nguyễn. Thông tin cụ thể Trâm sẽ để ở phần mô tả nha. Bước thứ hai là lúc mà bạn sẽ thu thập cho mình những thiết kế, những hình ảnh, những câu trích dẫn. Đây là bước bạn thực hiện trực quan mục tiêu của mình. Bạn sẽ dùng hình ảnh nè, câu truyền động lực nè, câu khẳng định nè, rồi những câu từ hoặc là những mẫu chữ bạn cắt ra từ báo chí. Thậm chí là bạn có thể tìm nguồn ở trên Internet. Ví dụ như Trâm đi, Trâm muốn bản thân mình đạt được mục tiêu cân nặng, thì Trâm sẽ tìm những hình ảnh đẹp và gần với mục tiêu nhất. Trâm dùng Pinterest để tìm kiếm. Rồi Trâm sẽ có mục tiêu về It's Me Journal nè. Trâm sẽ có mục tiêu về tài chính. Trâm sẽ có mục tiêu về học tập. Trâm sẽ có mục tiêu về nghề nghiệp, vân vân. Trâm sẽ tìm tất cả những hình ảnh có liên quan đến chúng. Hãy cố gắng tìm những hình ảnh nào có thể truyền tải được những mục tiêu cũng như là tạo động lực cho bạn nha. Sau khi đã có cho mình những hình ảnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau liên kết chúng lại với nhau. Như Trâm đi, Trâm có mục tiêu về giảm cân trong năm nay là 4kg và giảm thâm mụn. Trâm sẽ dùng hình ảnh này để dàn trải trên một mặt giấy. Bạn có thể dùng một tấm bản gỗ bần như Trâm nè, hoặc là ghép chúng trên một tấm thùng cạc tông, thậm chí là một tờ giấy A4. Nếu như có thể thì bạn cũng có thể sử dụng khung tranh. Tất cả đều có thể sử dụng được, miễn sao là bạn đảm bảo rằng bản tầm nhìn này có thể duy trì trong khoảng thời gian bạn tiến hành thực hiện mục tiêu. Trâm thì Trâm sẽ dùng Canva để thiết kế nha, sau đó sẽ in ra. Ở giữa thì Trâm sẽ đặt một câu tạo động lực, cố gắng sắp xếp chúng thật đẹp, thật bắt mắt. Bước 4 là lời khẳng định tích cực. Khi này Trâm sẽ dùng những lời khẳng định để tạo được sự tích cực cho bản thân. Suy cho cùng, mỗi sáng thức dậy hay là mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ sử dụng vision board này. Nếu một ngày mới bắt đầu bằng một loại năng lượng rất tích cực thì còn gì bằng, đúng không? Nên Trâm sẽ sử dụng những từ ngữ khẳng định như là vui vẻ nè, không sợ hãi nè, sức khỏe dồi dào nè, tiền bạc dư dả, vân vân. Những câu khẳng định để tạo cảm giác tốt đẹp vào mỗi buổi sáng.
Bước thứ 5 là dành vài phút cho chúng mỗi ngày. Hãy để bản tầm nhìn này ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày, và cũng dành vài phút mỗi ngày để chiêm nghiệm lại nó. Trâm thì thường bắt đầu ngày mới với morning page tại bàn làm việc ngay sau khi Trâm thức giấc, cũng như là Trâm kết thúc một ngày bằng việc viết journal mỗi tối tại bàn làm việc. Trâm sẽ treo nó tại bàn làm việc, nơi mà Trâm nghĩ là Trâm sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy nó. Trâm thích xem bản tầm nhìn của mình vào mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể chọn lựa những nơi có ý nghĩa hoặc là những nơi gắn liền với cuộc sống của bạn, như là tủ lạnh nè, gương, tủ đầu giường, tủ quần áo, vân vân. Hãy cố gắng sử dụng bản mô tả tầm nhìn này vào mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi tối, thậm chí là những lúc mà bạn rảnh thì bạn có thể dòm tới nó, quan sát nó. Điều này sẽ thúc đẩy tiềm thức nảy ra những ý tưởng mới để đạt được mục tiêu của mình, và giúp cho Trâm có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng với một cái năng lượng, với một cái động lực tràn đầy để thực hiện ước mơ. Theo tờ Tâm Lý Học Ngày Nay, việc hình dung mỗi ngày có thể giúp bạn gia tăng được động lực cũng như là hiệu suất vận hành. Tạo bản tầm nhìn là một cách hiệu quả để giúp cho bạn hiểu rõ bản thân mình và những gì mà bạn thực sự mong muốn cho cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng là bản tầm nhìn này là một công cụ hữu ích. Tuy nhiên, chung quy lại thì điều cần thiết vẫn phải là hành động, hành động, hành động một cách đầy năng lượng. Vai trò của Vision Board chỉ là tấm bản đồ giúp cho bạn biết được chính xác điểm đến của bạn. Nó nằm ở đâu, nó như thế nào và nó trông ra sao. Nỗ lực hành động mới là yếu tố cuối cùng khiến ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Kết hợp giữa việc hình dung Vision Board, bản tầm nhìn, với sự quyết tâm hành động thì Trâm nghĩ mình sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn. Trâm cũng có cho mình một bản Vision Board của năm 2024 rồi. Mong rằng video này cũng phần nào giúp cho bạn hiểu được tầm quan trọng cũng như là những lợi ích hữu ích của bản tầm nhìn. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy để lại cho Trâm một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để trở thành một trong những người nhận video sớm nhất trên kênh của Trâm nha. Trâm rất rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Trâm cũng như là luôn đồng hành cùng với Trâm. Trâm mong rằng Trâm và các bạn sẽ còn đồng hành cùng với nhau trong những video tiếp theo về trang trí Bullet Journal, cũng như là những tips sử dụng Bullet Journal như thế nào. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Mình là Trâm, một barista yêu thích những trang sổ. I tell him, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?